xin giới thiệu quý vị và các bạn đây là chiếc xe đạp điện thật ra là chiếc xe bình thường nhưng mà đã chuyển thành xe đạp điện tức là mình vừa có thể đạp bình thường với cái uh, clip nhiều tầng đằng sau đây vẫn là cái clip nhiều tầng đằng sau uh, mình có thể tăng lên tăng xuống cùng cái bộ dò dĩa lớn cái xe này có hai nhúng một nhúng sau và một nhúng trước nhúng trước là phuộc dầu hay hay còn gọi là phuộc lò xo dành các loại xe đạp địa hình mình đã mua một bộ kit bao gồm cái động cơ đây các bạn nhìn thấy cái động cơ cái động cơ này là cái nó sẽ làm cái chức năng của một chiếc máy ơ tức là cái trục quay của cái bánh đằng sau luôn cho nên sẽ không có thấy động cơ bên ngoài rất là tiện uhm, cũng có rất nhiều người chế bằng cách mua cái động cơ gắn bên ngoài như thế này nhưng mà cái đó rất là dở nên sẽ làm chiếc xe rất cồng kềnh và vẫn là một chiếc xe đạp bình thường đây đây là đồng hồ đồng hồ báo số volt báo số volt đây là cái cục pin cục pin đây là mình mua nha cục pin này là 36V 15A giờ tức là cái dung lượng pin này có thể đi được 40 cây số có thể đi được 40 cây số giờ nha các bạn no, no, à đúng rồi cục pin này là dung lượng đi được distance đó là khoảng cách là 40 km và cái động cơ này là uh, 36V 300 w thì nó đi được tốc độ tối đa là từ 30 tới 40 km h với đường bằng Nói chung là mình mua nguyên bộ kit sau đó mình phải chế đồ rất là nhiều để ráp vô cũng như nó đã phát sinh rất là nhiều vấn đề ví dụ như đứt dây điện trong động cơ mình phải hàn lại mình phải chế cái này là cái gì cái này là cái hộp điều khiển cái controller hoặc còn gọi là hộp điều tóc thật ra nó tí xíu thôi nhưng mà vì mình mình đang tìm một cái hộp nhỏ hơn để mình gắn ở dưới này nè thì sau này nó sẽ mình vẫn chưa ra cái ba ga sau để mà chở đồ hoặc chở một người bình thường cái lần trước mình sử dụng cái lần trước mình sử dụng cái 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 này để mình để thì rất là gọn mình để vừa trong này luôn vừa trong này luôn này nhưng mà vì cái này nó, nó không có chống nước được cho nên mình tạm thời mình, mình vứt ra ngoài để mình thay cái này mình chạy tạm thôi cái hộp này mình order ở bên uh, thâm thăm quyến uh, nó hơi to dành cho những chiếc xe to thật ra cái hộp này một là nhỏ hơn hoặc là kích thước cỡ này. Nếu mà những chiếc xe đạp khác không phải cấu trúc uh, mọc một sườn như mình. Xe mình là không phải cấu trúc tam giác nha. Những cái chiếc xe khác nó có cái cấu trúc xương và tam giác thì rất là dễ để. Ví dụ ngay cái 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 thân này nè. Mình sẽ gắn cái hộp điều tóc, cái controller ngay đây. Thì nó sẽ rất là gọn và cái ba ga sờ vẫn có không gian cho mình thấy. Ok. Ok con dê thì bây giờ mình sẽ thử mình sẽ thử quay bánh mình sẽ thử quay chạy cho các bạn thấy nha vẫn vẫn đạp bình thường nha nhưng mà mình không có người mà phụ mình để dừng chiếc xe cho nên mình không có so lên so lên cho mọi người được bây giờ mình bật công tắc này chìa khó này đây cái đồng hồ này nó sẽ báo số volt. bây giờ là 40,9 mươi thì cái ví dụ cái động cơ của mình là 36V thì mình chạy trên 36V thì tốc độ nó sẽ cao hơn thôi không thành vấn đề tức là nó sẽ có một cái khoảng trên là đây ok nó sẽ tức là khi mình chạy một thời gian thì dung lượng pin nó sẽ giảm thì tương ứng là cái số volt trên đồng hồ hiển thị nó sẽ giảm mình bật một nắp là nó hiển thị đồng hồ số volt mình bật hai nắp là cái đèn báo nó sáng tức là cái đèn cái đèn pha này ok thấy không đèn pha này nó sáng luôn để đi trong ban đêm rồi thôi mình xài một một cái đi sau đó đây là cái tay ga này nha tay ga ok nó có hai loại tay ga một loại tay ga vặn một loại là con gạt ở đây là mình xài cái con gạt cho nó dễ khi mình bóp thắng này thấy không ok nhìn nha mình xà mình mình vừa gạt mình bạn nhìn vào bánh sau đi tốc độ nhỏ này mình sẽ đẩy con gạt mạnh hơn nè ghê chưa ghê chưa ghê chưa ok cho nó tạm đi thả đi ok đây con gạt đây các bạn cứ cứ việc gạt xuống Đấy Nghe giờ Nghe tốc độ lên chưa? Rồi ok mình sẽ thắng lại mình... Đó mình bóp cái là thắng ngay Ok Thật ra cái xe này vốn dĩ nó không có tốt xe này vốn dĩ là không có tốt không phải là xe xịn nha mấy cái xe MTB tức là mountain bike xe đạp lưu núi á thì nó nó có cái phục trước rất là tốt xe mình thì xe bình thường thôi và nó góc của nó là hai cái thắng hai cái thắng đĩa nhưng mà cái thắng đĩa thì uh, nó tương đối là không an toàn và nếu mà trừ khi là xe phải xịn nè à, thì thắng đĩa nó mới tốt cho nên mình tháo ra mình vứt đi và mình 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 dớt cái trục này cho nó ngắn lại mình chế đồ rồi mình cắt bát đồ các loại các kiểu để mình chế đồ hết đấy và thật ra là cái 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 chế cái 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 tháng bố trước thì tương đối ok nhưng mà chế cái tháng sau đó là một cực hình đó đây cái tháng sau của mình này mình cũng tháo cái mình cũng tháo cái thang đĩa mình vứt đi xong mình mua một cái tháng sau về mình mình đem ra tìm tiền để mình khoan các cái lỗ mình tiện mình dớt lại cũng như mình đồ các cái ốc để mình gắn vô cho nên bây giờ mình sẽ xài hai tháng bố luôn cái tháng bố này là loại tháng dùng cho xe đạp mặt tin đấy đây và các bạn nhìn rõ kỹ cái động cơ nè. đây tổng thể chiếc xe nha và cái xe này là cái xe đạp gấp nha Cái xe đạp gấp á Góc của nó là xe đạp gấp Thì khi mà mình Mấy lần mình về quê Thì là cái lúc mà chưa có chuyến Cái xe này ra Cái xe Sáng xe điện này Là mình chỉ việc gấp lại Xong mình xoay cái cổ lại Mình vặn ốc mình xoay cái cổ lại Thì mình bỏ lên xe thôi Rất là tiện Bây giờ thì cũng dễ thôi Bây giờ là muốn các bạn muốn uh, gấp thì các bạn lấy cái chìa khóa này. Cái chìa khóa này. Cái này là cái để mở cái uh, cái 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 uh, mở cái cục pin ra nha. Đó, mở cục pin ra thì thì mình lấy cục pin lên thôi. Mình lấy cục pin lên rồi mình rút ra thôi. Đó nhằm mục đích để bảo vệ cục pin khỏi bị người ta lấy mất. Tức là mình sẽ có hai cái chìa khóa, một cái chìa khóa để để chạy và một chìa khóa để giữ cái cục pin vào cái đế gắn trên xương. Ok. Hôm nào mình sẽ um, khi mà cái 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 box này, cái box nhỏ hơn nó về thì mình sẽ gắn ở đây. Và nó sẽ đẹp hơn và và vẫn để cái yên sau cái ba gà sau để chở đồ hoặc là để cho một người ngồi ok thật ra là mình chỉ sử dụng được cái sườn xe thôi nghiêng cái chiếc xe mình order về là mình tháo mình vứt ra hết ban đầu xe nhìn ghê lắm xe nhìn tào lao lắm nó chỉ được cái là cái sườn mtb được hai nhúng nhúng trước và nhúng sau sở dĩ mình chọn nó hai nhúng là bởi vì cái động cơ khi mà nó chạy ở tốc độ cao thì nó sẽ thường chạy qua các ổ ga và nó còn có một sự nhúng một mức độ co giãn nếu mà mình sử dụng cái xương liền mà không không có cái nhúng sâu thì nó tương đối tác hại cho cái động cơ này nói chung thì thật ra một chiếc xe các bạn muốn có thể mua full thì trên mạng mình thấy vẫn có bán đấy xe xịn thì tức là cái xe gốc quan trọng là cái gốc xe nó có ngon hay không và đắt tiền hay không nữa là do ở cái công suất của động cơ. Công suất của động cơ càng lớn thì tốc độ càng cao và cái dung lượng pin, dung lượng pin nó càng lớn thì chạy càng xa. Ví dụ như chiếc xe này tới 40 km mới sạc một lần. Thì ví dụ mình đi chợ khoảng đi về khoảng cho 5 6 cây đi thì phải mất cả tuần thì mình mới sạc hoặc là mình đi nếu mình đi trong ngày như mình chạy một vòng Đà Lạt là 12 cây số mình vòng về nhà thì thì khoảng 3 4 ngày mình mới sạc một lần. Nhưng mà thật ra trong cái lúc mà mình lên dốc á, thì mình thường mình vừa kết hợp đạp nha. Mình vừa kết hợp đạp mà mình vừa khởi động cái động cơ để cho nó phụ thêm thì chạy rất là ok. Với cái công suất 350 mà các bạn thấy những cái dốc ở Đà Lạt nó rất là cao nhưng mà mình vẫn chạy ok cho nên cái xe này chạy ở đường phố Sài Gòn rồi thì khá là tốt đấy nhưng có lẽ cái con xe lần sau là mình sẽ nâng mình sẽ nâng công suất lên khoảng 800 tới 1000 W thì sẽ chạy được tốc độ khoảng 6 70 km/h đấy. Đấy, cái xương này là xương gấp. Cho nên tương đối là tiện khi đi đâu thì mình mang đi. Mình chỉ việc tháo pin ra. Rồi mình bật cái khớp này ra nè. Đó. Xong mình gấp nó lại. Mình, mình gấp cái xương lại nha. Rồi bây giờ mình không có thời gian để mình 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 gấp cái này được đó. Đấy, tương đối là chắc này, cứng lắm đấy. Ok. Show cho mọi người xem tương đối.